bước ra từ sàn đấu. Và tay đấm đã rất quen thuộc với sàn đấu VSP Pro. Với chiều cao 1m61, năm nay 27 tuổi. Trên màn ảnh của chúng ta chính là những thông tin về tay đấm xuất hiện trên võ đài. Thái Hoàng Huy. Đối thủ của Thái Hoàng Huy đang bước ra võ đài với chiều cao 1m79, sinh năm 2003 và mới chỉ có một trận thua tại sự kiện VSP Pro lần thứ 3. Quay trở lại với VSP Pro 8 ngày hôm nay, đại diện của Omega Boxing, người đang bước lên võ đài để chuẩn bị đối đầu với Thái Hoàng Huy. Đại diện của Omega Boxing, tay đấm Trần Ngọc Phương Hiếu. Và trọng tài Đỗ Đình Thông sẽ là người điều khiển trận đấu này. Thái Hoàng Huy góc đài đỏ và Trần Ngọc Phương Hiếu góc đài xanh. Chúng ta có thể thấy lợi thế rõ ràng về chiều cao và sải tay của Phương Hiếu. Hoàng Huy là người đã có tới 4 trận đấu tại VSP Pro với 3 chiến thắng, 1 trận thua. Đặc biệt Hoàng Huy từng có một chiến thắng bằng knockout kỹ thuật. Trong khi đó thì Trần Ngọc Phương Hiếu vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mình. Cho tới lúc này thì Phương Hiếu vẫn đang cố gắng để tìm ra một cự ly ra đòn chính xác. Trong khi đó thì Hoàng Huy đang bắt đầu khai thác những cú body shot, những cú đấm vào vùng thân người. Cú body shot nhưng vẫn chưa thực sự nguy hiểm tới từ Phương Hiếu. Hoàng Huy có ý định giữ đối thủ nhưng ngay lập tức Phương Hiếu tung ra một tổ hợp đòn. Nỗ lực áp sát của Hoàng Huy. Huy vẫn thi đấu khá thoải mái với những nỗ lực ép đài. Trong khi đó thì Phương Hiếu vẫn chưa tìm ra được một nỗ lực ra đòn nào chính xác của cú giáp tốt của Hoàng Huy. Cú ra đòn rất nguy hiểm, Hoàng Huy đang là người ép đài. Có thể nói hiệp 1 này Thái Hoàng Huy là người đang chủ động hơn. Nhưng vừa rồi trọng tài đã xác định đó là một tình huống knockdown. Hoàng Huy đã có phản ứng không đồng tình với quyết định vừa rồi. Ừ.
ta vừa theo dõi lại tình huống mà trọng tài Đỗ Đình Thông đã nhận định rằng đây là một tình huống knockdown đã có tác động từ Trần Ngọc Phương Hiếu. Tuy nhiên đòn đấm vừa rồi không thực sự đi trúng vào mặt của Hoàng Huy, vẫn khiến anh ngã xuống sàn. Rõ ràng với một tình huống knockdown thì đó sẽ là một bất lợi rất lớn về điểm số đối với Thái Hoàng Huy. Đầu thứ hai bắt đầu. Một cú móc chưa thực sự hoàn hảo của Phương Hiếu. Hoàng Huy đang cố gắng để ép đài hòng lấy lại những điểm số đã mất sau hiệp vừa rồi. Overhand tốt và một cú uppercut, một cú sút tốt của Hoàng Huy. Body shot từ xa của Phương Hiếu vẫn chưa thực sự hiệu quả. Khả năng di chuyển của Hoàng Huy không cần sử dụng các bước xa. Vừa rồi làm tình huống móc trái tốt từ Hoàng Huy. Ngay lập tức Hoàng Huy cố gắng áp sát nhưng rất may là Phương Hiếu đã kịp thời tỉnh táo lại. Những đòn body shot của Hoàng Huy cần đi sâu hơn nữa. Quyết tâm là chưa đủ, cần phải có sự chính xác hơn về cả chiến thuật lẫn kỹ thuật. Các đòn đánh từ Hoàng Huy vẫn được tung ra từ khá xa. Và Trần Ngọc Phương Hiếu vừa gục xuống sàn. Theo như trọng tài xác định đã có một tình huống ra đòn và cũng hạ bộ. Trần Ngọc Phương Hiếu có thể tiếp tục. Vừa là quyết định hơi vội vàng của anh. Đòn tay sau tốt của Hoàng Huy. Hoàng Huy đang cố gắng ép đài triệt để trong phút cuối cùng hiệp thứ hai. Liên tiếp với những đòn đánh tốt, một cú giáp và Trần Ngọc Phương Hiếu đã ngã xuống sàn. Một chiến thắng knock out dành cho Hoàng Huy hay không? Và như vậy là lại một chiến thắng nữa dành cho Thái Hoàng Huy. Sự rất bất ngờ. Chúng ta cùng theo dõi lại pha ra đòn từ một cú súc số 6, một đòn jack và Trần Ngọc Phương Hiếu ngã xuống sàn. Chính xác là một cú súc rất đẹp mắt trúng cằm của Trần Ngọc Phương Hiếu. Nối tiếp là một cú jab kết thúc một đòn đánh, một combo có thể nói là hoàn hảo đối với Thái Hoàng Huy để có được chiến thắng thứ tư. Ta cùng theo dõi lại. Đòn jab chấm dứt mọi thứ ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho Thái Hoàng Huy.
sau đây chúng ta sẽ tới với màn giao